Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang với video của buổi chiều ngày hôm nay ngày 20 tháng 2 thì em tiếp tục xuất những đơn hàng đi rất xa. Đây là một bác ở tỉnh Cà Mau rồi. Ở Cà Mau bác đặt bên em cặp loa, đây là cặp loa Sci-Fi 10 nhé các bác nhé, hàng còn nguyên thùng. Và đây là những cặp loa HZ Bass 40 kinh khủng luôn. Đây bác ở đâu nhỉ, bác ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Và đặc biệt đây là những bác Nguyễn Xuân Kiều là bác ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đây là đơn hàng, vẫn đơn hàng của bác Tâm Mẫn, bác ở Long An. Tiếp qua là đây là những chiếc Ably. Những cái chiếc này thì bên em là chuyển bằng đường ô tô nên bên em đóng sơ qua. Đây những cặp loa bên em đóng chuyển bằng ô tô nên bên em đóng dây bìa cắt tông. Và đây là những chiếc đẩy, đẩy bên em đóng từ xa là bên em đóng rất cẩn thận. Và đây là những cặp 312C hàng còn nguyên thùng nhé, gặp Long An luôn. Đây là cặp loa HZ một đôi. Và đây là một bác gái nhé, Phùng Thị Huệ nhé, bác ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bác đã đặt bên em là hai đôi một xe series 3 màu đen nhé. Đây vẫn của bác Mẫn. Mình đặt bên em một bộ sản phẩm, chọn một sản phẩm. Đây là những cặp tem đây là bác làm đây, bác ở Quy Nhơn. Em cũng chân thành cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ bên em các sản phẩm ra đi buổi chiều ngày hôm nay, ngày 2019, cũng ra đi lên đường rất nhiều mà đang chuẩn bị xe đến Việt Nam đến bốc hàng một số lượng hàng rất lớn. Em xin cảm ơn toàn thể các bác, và các bác có nhu cầu liên hệ cho em qua số điện thoại 0963 101 38. Bên em giao hàng và chuyển hàng toàn quốc.